Vào khoảng 12 giờ ngày 30 tháng 6, người dân phát hiện lửa bốc ra dữ dội từ một con tàu đánh bắt cá, chưa rõ số hiệu, ở bờ đông sông Hàn, đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang tàu số hiệu DNA91004, neo đậu bên cạnh. Một số người dân có mặt gần đó đã nhanh chóng bơi thuyền thúng ra hiện trường để cứu tàu nhưng không kịp. Nhận tin báo của người dân, Trung tâm Thông tin Chỉ huy thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thành phố Đà Nẵng đã huy động lực lượng và phương tiện tiếp cận hiện trường. Để dập lửa, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân kéo tàu bị cháy vào sát bờ và tổ chức chữa cháy. Sau khoảng 25 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Hai tàu cá bị cháy toàn bộ phần cabin cùng một số ngư lưới cụ. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.